Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình. Thì hôm qua mình có hướng dẫn anh em một cái sự kiện, đó là ô quà mừng xuân 2019 này đấy, của cái app có tên là Wi-Fi chìa khóa vạn năng. Anh em chỉ cần tải về và quay này đấy, chia sẻ. Ở đây là mình đã hết lượt quay rồi đó, nên mình không quay được đó, nên người ta đang quay chúng cái thẻ cào 10k liên tục anh em đấy. Ở đây thì anh em ai mà chưa xem video hôm qua của mình á, anh em có thể vào lượt chơi và xem này đấy. Mỗi ngày bạn sẽ được hai lượt quay miễn phí. Bạn chia sẻ Facebook á thì bạn sẽ được thêm lượt quay này, giờ quay là mới vào cái này này đó, anh em có thể đặt nhá. Đó thì ở đây ấy, chúng ta sẽ quan tâm là nó có thêm một cái phần nữa bên khám phá này anh em. Anh em vô khám phá và nó có cái đường báu này anh em chơi. Thì ở đây anh em có thể là kiếm được cái thẻ cào tiếp bằng việc là anh em sẽ mở các cái rương này đó. Mình ví dụ nhá, đây cái rương tím của mình đã hết thời gian mở, nó đã hết thời gian đợi để mở, bây giờ nó đã được mở rồi. Mình sẽ bấm nhấn ấn để mở nè, rồi đấy không, cái nghĩa có cái thanh này nè đấy. Nếu mà nó chạy full lên đủ 10.000 á, mình đang có 5.700, tương đương với là 5.700 đồng. Nếu mà full được 10.000 thì mình sẽ đổi được cái cạc 10k luôn anh em. Mình bấm tiếp tục mở rương đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái rương muốn mở. Mình ví dụ mình mở nhanh đi, mình chọn cái rương bạc đi, một phút là mở. Mình bấm mở ngay. Thì ở đây anh em có hai hình thức để có thể tăng cái tốc độ của nó lên. Một là anh em có thể dùng 100 vàng để tăng cái tốc độ mở. Hai, anh em có thể tăng tốc độ miễn phí là anh em xem cái quảng cáo 7 giây của nó. Anh em bấm tăng tốc độ miễn phí nè. Rồi mình cùng đợi 7 giây. Ở đây nó hiển thị một cái banner thôi, anh em đừng có bấm chữ mở mất công, nó qua một cái trang khác. Sau 7 giây anh em bấm tắt cho mình. Đó, nó sẽ load. Chỉ còn là 6 giây thôi. Đấy không, nó giảm cái thời gian đi. Và bạn chỉ cần đợi hết thôi. Đấy, bây giờ bạn bấm mở rương tiếp. Rồi, thấy không? Đấy, nhiệm vụ của bạn chỉ là làm vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Trong lúc đợi thì mình chọn một cái này đi, bấm mở ngay đi. Rồi, chúng ta qua bên phần ghép, là những cái mảnh mà bạn đã mở được từ cái rương. Sau khi đủ 4 cái hình thì bạn sẽ hợp thành được một ông thần tài. Đấy, thì ông thần tài này làm cái gì? Phần thưởng chia đều khi hợp thành thần tài đó, 100 tỷ đồng. 100 tỷ này không phải là tiền mặt nhé, mà là nó thẻ cào điện thoại đó, cái điểm để anh em đổi thẻ cào điện thoại thôi. Đây, ngoài này như thế này. Thì cứ mỗi ngày sẽ có 100 tỷ này chia đều cho những người đã chia đều cho những các ông thần tài này đó. Ví dụ ở đây nè, đã có 2.200 ông thần tài được hợp thành, thì mỗi ông sẽ nhận được 45.000 nha. Đó, ở đây mình đã hợp thành được một ông rồi nè. Đó, nên mình sẽ có là 45.000 trong tay. 45.000 này nó sẽ không tăng lên, mà nó sẽ giảm xuống. Khi mà cái số lượng hợp thành ông thần tài trong ngày này nó càng cao, thì cái tiền giá của mỗi ông thần tài nó sẽ càng giảm nha anh em. Rồi mình sẽ mở rương tiếp này. Đấy, mình đã được 14 cái. Đó, nó cứ tương tự vậy thôi. Thì cái này á, là anh em mở cái rương càng cao, ví dụ là rương bạc là thấp nè, xong đến cái rương vàng là cao hơn chút nè, đúng không? Thì cái rương mà càng cao như thế này á, thì anh em sẽ mở được càng nhiều kim cương này, càng nhiều vàng này, và càng nhiều cái mảnh ghép này hơn. Đó, thì đồng nghĩa với việc là cái thời gian mở rương nó cũng sẽ lại lâu hơn. Em hiểu không? Đó, mình sẽ tăng tốc nó lên. Đó, cái rương bạc này tăng tốc một mười mấy giây lên anh em. Đó, chúng ta đợi xong thì chúng ta cứ bấm tắt mấy cái quảng cáo này đi, thì thời gian nó sẽ giảm xuống còn 10 giây thôi. Đó, ở bên phần đổi là phần quan trọng nhất, là chúng ta có thể là khi đủ kim cương rồi á, một kim cương tương đương với 1 đồng nhé anh em. Đấy, 10.000 kim cương tương đương với 10.000. Đó, thì ở đây khi anh em đủ 10 kim cương á, thì anh em chỉ đổi được một lần duy nhất là 10.000 cái cạc Viettel thôi. Viettel Mobile Vina này. Đó, được một lần duy nhất. Còn những cái mà giống như là đấy, thấy này tao tào lao không? Tuy nhiên 10.000 mình bỏ ra 10.000 kim cương. Đấy, 50.000 thì mình bỏ ra 50.000 kim cương. Mà cái thằng 20.000 này anh em sẽ bỏ ra 30.000 kim cương. Đấy, cái này nó tào lao chỗ này nè. Đấy, vậy thì thôi, mình đổi cái 10 xong mình qua cái 50 mình đổi, nó còn lợi hơn đúng không? Đấy, mình mở rương tiếp. Cái này rương nó tự có liên tục nha, quan trọng là anh em cứ vô mà cho nó loát hết thời gian rồi mình mở thôi. Đấy, mình kiếm mấy cái mảnh này nè, đủ 4 cái hình là mình sẽ ghép được một ông. Rồi bấm mở tiếp. Đó, chúng ta đợi tiếp. Đấy, còn về cái phần tôi, ở đây á, là anh em sẽ đăng nhập hàng ngày, bấm ghi nhận ngay nè. Hàng ngày anh em đăng nhập, anh em được nhận quà hàng ngày á, giống như điểm danh á. Đó. Đó, ở dưới này nó có lịch sử nè. Rồi, ở bên lịch sử đối tượng là khi mình rút tiền về á, hay gì đó đổi cái thẻ cào, nó sẽ hiển thị trong đây.
Đó, còn bên cái phần ghép này anh em nhớ là thời gian còn lại của nó chỉ là 17 giờ nhé. Cứ mỗi ngày nó sẽ reset lại một lần. Đó, anh em có bao nhiêu ông thần tài thì anh em được đổi bấy nhiêu kim cương, bấy nhiêu tiền đây nè. Đấy, hiện tại thì nó mới reset nên là mỗi ông thần tài đang trị giá là 45.000 nha anh em. Đó, anh em xin nhanh đi. Đấy không, người ta này theo dõi này, thẻ cào 10k 20k liên tục này. Đó, họ đang đổi anh em. Họ đổi bên này nè. Đó, còn cái tỷ lệ mà anh em mở rương mà nó ra cái cạc á thì khó lắm. Đây này, rương quý vật phẩm thu được càng hấp dẫn nè. Nhưng mà mình nghĩ là mở cái rương này tỷ lệ nó ra cái thẻ cào khó lắm. Chủ yếu là anh em mở ra kim cương với vàng với cái mảnh ghép để anh em đổi thôi. Đó. Chứ anh em mở lòi mắt nó chắc nó cũng không ra đâu. Đấy, rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.